Cô chú ơi, Jay bây giờ Jay sẽ đi ra đường. Rồi, cái thấy không, cô chú thấy không? Cái đứa em mà thân thương nhất cũng vẫn là đứa đi theo Jay. Đó là con đời đầu. Mẹ hả? Bà, đi, nào, đi 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 kiếm bà đi Dolores. Đâu gì cô? Đi 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 kiếm bà đi Dolores. Cái gì con? Cái gì vậy? Đi Dolores, vô đi, vô kiếm đi Dolores đi. Say đi Dolores, are you home? Sắn tay áo xuống đi con, để trời lạnh. Sắn rồi chưa thì sắn tay áo xuống, đưa tay cho sắn lên làm nó là thank you. Rồi coi có Dolores ở nhà không, Dolores lâu quá rồi không có không cho em qua thăm gì hết, tại Dolores ăn rồi cứ đi chơi hoài luôn, thiệt tình Dolores thì cái chứ đúng không vậy? Chứ Đúng. Cái câu trả lời. Ê, 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 ê. Are you okay? Are you okay? Oh, mày chung, Đi ha. Đi, đi. Đi xuống này, đây này con. Đi từ từ thôi nha, té nha. London Bridge is falling down, Đi đường nào, đường này đi, đi đường này đi. Đường này đi. Không hả, không đi được đó hả? Đi đường nào? Say hi, Jimmy. Hi, Say hi, Jimmy. Hello đi con. Hi. Is it Đúng rồi. Nó nhìn ra ngoài chờ chiếc xe, có chiếc xe màu trắng, nó nói bus là có nghĩa là xe 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 buýt đó cô chú. Dạo này là con người ta dữ dằn lắm rồi. Bus. Bus, đúng rồi. Dữ lắm. Thế bữa nay là ôm trời ơi, hai con unicorn đang hôn nhau kìa. Đó. Wow, dữ người ta. Nay mai nay là có mục đích hết rồi nha. Chạy đi say hi. Turn your back. Say hi. Hi, Jane. Hi How đi. are you? Say hi, Jay đi. What do you have? Do you have a unicorn? Yeah. Wow, is it magic? Boink. Is it magic? Look at you. Boink. I like your. You have a unicorn on your sweater and your own unicorn. You are magic, huh? Say thank you. Chị đi. Bye. Say bye bye. Bye bye. Oh, you hear the birds? Yeah. Yeah. Ông nói cha vừa 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 mặc cái áo, vừa mặc cái áo unicorn mà vừa có con unicorn thật là vi diệu. Rồi cái nó chỉ ông con chim. Cái ông hỏi ủa mày thấy con chim hả? Nó nói yeah. Đi cái con đường tình yêu tiếng xa kia mà con không đi, con cứ cà khịa con đứng đây hoài vậy chay. Đi không? Đi 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 thẳng. Đó, bây giờ nó lủi vào bãi cỏ, có được không? Chị đi, come back. Hi. Đi con, đi tiếp tục đi con. Thầy coi cho cô chú coi hiện tại bây giờ là thời tiết bao nhiêu độ nha. Ok. Cái gì? Ồ, con chó hả con? Con nói puppy. Hiện tại bây giờ là thời tiết 13 độ C cô chú ơi. Tối nay sẽ xuống khuya, tối khuya nay sẽ xuống còn 7 độ C. Nhưng mà cô chú biết sao không? Nhà của Jay sẽ là lạnh hơn những cái nhà mà ở trong đất liền, tại vì mẹ nhà của Jay đang ở đảo hai. Nói chứ nhà gần sông á thường thường lúc nào cũng lạnh hơn những căn nhà mà không có gần sông á các bạn.
nên là hiện tại đang đứng ngoài đây rất là lạnh luôn, nhưng mà mình khi đi vô cái chỗ nào mà nhà nhiều nó sẽ không có lạnh mình như vậy. Đi con, sao con cứ đứng đó hoài vậy? Sao hôm nay con cứ lưỡng lự hoài mà con không chịu bước đi? Sao con cứ dậm? Dog, yeah, chó. Sao nó đứng nó cứ có bãi cỏ này mà nó đứng miết luôn, nó không chịu đi. Vậy mà nó đòi ra ngoài chơi, không biết chơi vụ gì trong này. Trời ơi, con mỏ ba kìa, ba làm gì vậy? Cái gì vậy? What? Nữa. Hôm nay hình như là em đang có một cái tâm sự gì đó. Em cứ đi vòng hoài mà em chưa tìm thấy lối ra. Cuối cùng lối ra của cuộc đời em là nó nằm ở đâu đây? Mami, chỉ mami hả? Trời ơi, đó bất ngờ đó, nghe một cái tiếng lạ, nghe một tiếng khi bạn đang đứng và bạn nghe một cái tiếng gì đó mà nào giờ bạn chưa nghe mà bạn muốn diễn thì đó là hành động diễn của bạn ấy. Wow, đó phải bệnh mũi bệnh miệng lại. Trời ơi, sao bỏ dưới. Thôi để đó đi con, đừng ở đâu, để đó cho người ta đi con. Đi con, tiếp tục đi con. Thôi đừng có ngồi đó, xuống đó mà cứ đụng mấy cái đó làm chi. Trời ơi, làm gì vậy? Hai nữa đó, thấy người ta đi hai. Thấy không, hồi nãy cô chú đã giờ thấy hồi nãy giờ có cái khu vực này mà cứ ngồi miết luôn. Đó con à, thôi kìa, tự nhiên lại nó ngồi. Rồi tướng này giống cái tướng gì của chú hả? Tự nhiên lại nó ngồi vậy đó. Chạy đi. Yes, mommy. Eating sugar. Trả lời mẹ đi. Dạo này cô chú thấy không có dịch hả cô chú hả? Trời ơi, coi cái bản này, bà trốn. Trời đất ơi, coi được không? Ồ, chạy đâu rồi ta? Dạo này cô chú không có thấy dịch để cho chạy đuổi phải không? Cái chiến đuổi dịch lần cuối là làm những con dịch sợ kinh hồn rồi. Nên là những em dịch đã trốn. Đó, bây giờ nó đã đổi ý và nó muốn đi bên trái cô chú và nó không muốn quẹo phải. Chạy đi. You wanna go to the fire? Oh, there's fire over there. Come here. No, the fire is over here. Okay. Giờ nói chuyện với nó là nó ok với em cô chú. Chạy đi. You wanna see the fire? Yeah, okay, come over. Ngọc hỏi nó con muốn coi lửa không? Nó nói yeah. Oh wow. Đó gương mặt bất ngờ. Đứng hình 5 giây. Thổi cái bỏ được về cái bỏ ra thổi. Trời ơi. Mới khóc rồi cô chú, giờ hai hàng lệ rơi nè. Trời ơi cái này là lệ rơi luôn đúng không? Cô chú có nhớ thần tượng âm nhạc lệ rơi không? Trời ơi, nó nghĩ sao nó đứng được cái mỏ ra nó. Nó thổi lửa. Đó, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Jessica. Hoi si ye, happy birthday. Đưa mỏ ra thổi. Đưa mỏ ra thổi. Thổi đi. Trời ơi, có cái tướng thổi nè. Cái tướng thổi không chịu đưa. Xoay người mà nghiêng người nghe chưa. Trời ơi, ngồi xuống thổi luôn. Chịu đời nổi không? Trời ơi. Gì? Không dám lại gần. Biết là lửa nóng, không có dám lại gần. Đó. Cũng khôn. Biết mấy cái này đấy, không dám lại gần. Đứng mé mé thôi. Hả? Khoái quá.
Trời ơi, cái cây củi này biết đốt biết chừng nào mới hết. Cái thời tiết này là đúng là cái thời tiết hoàn hảo để ngồi ngồi gần cái đám lửa này, để cho vừa ngồi được ngoài trời mà còn vừa có thể ấm nữa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. No touching. Go away, JC guy. Chay, con có cái tay con người chay. Bỏ em đó, bỏ em đó. Em ngồi đó đi nghe chị đi làm công việc. Chị bận lắm. Trời ơi, leo lên ghế ngồi. Trời đất ơi. Thấy thương chưa? Bỏ em lên trước, chị lên sau. Đúng là mình làm chị mình phải lúc nào cũng phải như vậy đó. Trời ơi, coi con người ta đang hưởng thụ kìa. Trời ơi, giờ mới đó, nó chưa gì mà nó y như Mỹ luôn rồi đó. Nó biết là cái ghế này là để ngồi lên để hưởng thụ đó. Coi được không? Wow, hưởng thụ quá ta. Cho mẹ ngồi với nha. Nãy giờ mẹ ngồi dưới đất, nãy giờ mẹ ngồi ngay cục đó đó. Ngồi đây, lại ghế ngồi. À, cha, trời ơi. Một buổi chiều tà, hai chị em nhà Bắp và Chay. Unicorn á, mà nếu mà mình chỉ đọc chữ corn thôi đó, mà corn á thôi là tiếng Việt, tiếng Anh có nghĩa là bắp. Nên là mẹ Chay với mẹ Chay với Út là đặt tên là cái bé ngồi màu trắng trắng đó là bé Bắp. Đó. Trời ơi, cô chú thấy không? Rất là hưởng thụ luôn. Ê, không có lại gần nha. Cô chú cũng đang lo sợ. Ê, ê, no touching. Don't touch. Đó, tập kêu đừng có đụng vô đó. Đứng hình 5 giây luôn nè. Cô chú cũng đang hồi hộp lắm. Cô chú nói tại sao mẹ ngồi đây quay mà không cho, không lại cản, lỡ nó té vô đó làm sao. Biết luôn em, thấy ngọc mẹ đọc được cái tâm trạng của cô chú luôn em. Vì sao bây giờ mình lại cái tay này nãy giờ cầm quay phim mình lạnh quá nè. Phải để đây cho nó ấm. Trời ơi, bắt trước, trời ơi bắt trước. Thôi đi, đừng bắt trước giùm cái. Né đi. Né xa đi. Mẹ đứng ngay nè, mẹ với con một chút để vô đi tắm ngay chay. Đứng hình lại hồi nãy giờ, bây giờ con ngửi hôi khối không nè chay nè. Ồ, mấy cô mấy chú này chuẩn bị tối nay sẽ mở rạp chiếu phim ở đây nè cô chú ơi. Mọi người hàng xóm. Rạp chiếu phim ngoài trời cô chú ơi. Mấy cô chú này ưa làm vậy lắm á. Rạp chiếu phim ngoài trời. Mèo kìa. Chơi. Hi. You want to be in the movies? Oh, kitty, kitty. That's Stewart. Stewie. Trời ơi, chay ơi, con đừng có lại con mèo đó, chay. Oh. Trời ơi. Lucky, is that Lucky? Well, that's Lucky's best friend. I heard him the other night going at it. Stuart, you better be nice.